Bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau với một món ăn từ đậu hũ. Hôm nay chúng ta thực hiện món đậu hũ sốt me cay. Để thực hiện được món ăn này, chúng ta chuẩn bị như sau: 2 miếng đậu hũ mềm, ớt chuông xanh đỏ, sả, ớt, gia vị gồm hạt nêm, đường, tương ớt, bột me, bột chiên giòn và dầu ăn. Trước hết chúng ta sẽ chiên đậu hũ. Các bạn có thể cắt đậu hũ thành từng khối vuông hoặc chúng ta để nguyên miếng như thế này và chúng ta chỉ khứa ở trên mặt thôi. Sau đó chúng ta sẽ lăn qua bột chiên giòn. Sẽ thả miếng đậu hũ vào để chiên. Trong khi đợi đậu hũ vàng, chúng ta chuẩn bị làm sốt me. Trước hết, các bạn sẽ xào sả ớt. Bây giờ chúng ta sẽ gắp đậu ra đĩa. Các bạn xào sả ớt cho thật là thơm. Bây giờ vặn nhỏ lửa, bạn sẽ cho me, hạt nêm, đường, tương ớt. Và bây giờ chúng ta sẽ chan cái sốt này lên miếng đậu hũ. Ta sẽ rắc ớt chuông xanh đỏ. Các bạn thân mến, rất nhanh, rất đơn giản nhưng lại rất bắt cơm vì vị chua dịu dịu ngọt ngọt của sốt me đi kèm với lại đậu hũ chiên giòn. Món này ăn cơm vào mùa nào cũng ngon, thậm chí chẳng thích ăn cơm, làm một vài miếng chúng ta ăn vã cũng được. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Món Chay lần sau.